Quý vị thân mến, những ngày này thì trên các con đường của thành phố Đà Nẵng xuất hiện những chiếc xe đạp màu xanh khá xinh xắn. Đây là dịch vụ xe đạp công cộng dành cho người dân và du khách được thành phố triển khai từ giữa tháng 3 này. Hãy cùng phóng viên Cẩm Tú trải nghiệm dịch vụ này ngay sau đây. Chỉ cần một vài thao tác đơn giản như vậy là tôi đã có thể thuê được một chiếc xe đạp công cộng của thành phố Đà Nẵng. Đây là một nỗ lực của chính quyền thành phố trong việc đa dạng hóa các phương tiện giao thông công cộng, giảm ô nhiễm môi trường và hướng đến giao thông xanh. Thành phố Đà Nẵng bắt đầu triển khai thí điểm cho thuê 600 xe đạp ở 61 vị trí, trong đó quận Hải Châu có 32 vị trí đặt xe, Thanh Khê 5, Sơn Trà 16, Ngũ Hành Sơn 5 và Cẩm Lệ 3. Giá thuê xe 5.000 đồng trong 30 phút và 50.000 đồng một ngày. Xe đạp được gắn hệ thống khóa đóng mở thông qua ứng dụng xe đạp công nghệ số TNGO trên điện thoại thông minh, quét mã QR trên khóa, thanh toán qua ví điện tử. Điểm đặt trạm xe đạp nằm trên vỉa hè gần trạm xe buýt và các điểm thu hút khách du lịch, không gây cản trở giao thông và có thể điều chỉnh linh hoạt số lượng xe phù hợp với nhu cầu thực tế. Hết một năm thí điểm, Sở Giao thông Vận tải sẽ đánh giá báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định nhân rộng mô hình nếu thành công. Thưa quý vị,